chết cũng làm chừng nào là không nổi nữa coi, là giúp người ta cái đó là lúc quý quý. Chú Minh sửa xe hay người ta thường gọi chú bằng chú Minh cô đơn, một người mà bất cứ sinh viên nào ở làng đại học đều biết đến. Tôi là Minh cô đơn, giá xe ôm, giá xe miễn phí ngay ngã tư Quốc Toàn. Tại không vợ không con, không có gia đình, kêu là Minh cô đơn. Tôi ở đó cũng chạy xe ôm đó giờ, cũng như thấy bắt bền hoặc là thấy gai mắt mình giúp cho người ta thôi. Chứ tôi tài sản tôi không có cái gì hết, cái trò tôi cũng tấm bạc không à. 20 năm trước, chú Minh đến mảnh đất này làm mọi công việc để có thể bươn chải cuộc sống, dành dụm được một số tiền, chú mua cho mình một chiếc xe để hành nghề xe ôm. Cuộc sống mưu sinh chẳng dư dả, nhưng đủ để cho chú có bữa ăn qua ngày. Hồi đó tôi cũng chạy xe, bị tiệm xe nhầm tiệm nó đàng hoàng, nhầm tiệm cà chớn chớn, nó dễ dòng vắng tôi em, bực quá. Vì chỗ đó tôi học nghề, tôi sẽ giúp đỡ người khác. Cái này miễn phí là người đường luôn, cho tiền không nhận, cho một đồng, hai đồng cũng không nhận. Người ta giúp cho mình, rồi mình từ thiện cho người khác. Từ khi chuyển sang làm nghề sửa chữa xe, chú đặt chiếc xe của mình ngay một ngã tư trong làng đại học, cách ký túc xá của các bạn sinh viên khoảng 1 km. Chỉ với thùng dụng cụ được đặt phía sau chiếc xe, hàng ngày chiếc xe ấy có mặt ở ngã tư từ rất sớm. Có hôm từ lúc 5 giờ sáng, người ta đã thấy chú cặm cụi ở đây. Cứ thế, mãi cho tới 10 giờ đêm, chú vẫn luôn ở đó, sẵn sàng sửa xe miễn phí cho mọi người. Công việc này dù không giúp chú kiếm thêm thu nhập, nhưng trong suốt quá trình thực hiện, chú đã rất nhiều lần thành một hiệp sĩ, giúp đỡ những bạn sinh viên không may bị cướp, biến thái. Kỷ niệm bị đặt hàng nhiều, bây giờ nó cũng hết nổi. Giống thẹo là chỉ bắt cướp thôi. Tại một mình tôi là không có cái gì hỗ trợ tôi cái gì hết. Có một lần là trên đồi, hai thằng nó cướp hai đứa sinh viên trên đồi. Rồi chú cứu được, không bắt được nó là nó chém chú đứt cái tay. Dọn làng đâm chú xin qua đây. Dọn là hai thằng có súng điện, có dao, tê cổ ngay cả bóng phòng hai đứa sinh viên. Chú đây chú xâm vô thằng súng điện, chích chú là chú xiết cổ lại đem ra đường luôn. Mặc dù sống trong cô đơn, nhưng chú luôn vui vẻ với cuộc sống của chính mình. Chú luôn muốn đem đến những niềm vui nhỏ nhặt, sự tử tế đến cho mọi người từ công việc sửa xe miễn phí này. Mình cảm thấy là cái hành động của chú là một hành động rất là cao đẹp, có thể giúp cho sinh viên mình tiết kiệm được chi phí, hoặc là gặp sự cố xảy ra, ví dụ như hôm đó là mình bị là lúc 9 giờ rưỡi, trong cái thời gian khuya như vậy thì khó có thể có tiệm sửa xe nào có thể sửa xe giúp mình được. Cách đây cũng chưa đầy một tháng thì hôm đó xe mình bị lủng lót ngay đoạn đào thể dục thể thao, thì mình có dắt đi mà lúc đó khuya rồi mà không có ai còn mở cửa hết, thì mình nhớ tới chú và mình đã gọi nhờ chú giúp đỡ. Mình rất là thương chú và rất là cảm kích vì cái hành động đó của chú. Việc làm của chú Minh dù không xuất hiện rầm rộ trên truyền thông, thế nhưng bấy lâu nay trong trái tim bao thế hệ học sinh, sinh viên, chú Minh từ lâu đã trở thành một người hùng.